Ở tuổi 89, với những gì bản thân đã trải qua, tỷ phú Warren Buffett tin rằng trẻ em nên được giáo dục về tiền bạc. Việc giáo dục này ở các bậc phụ huynh cho con trẻ thường mắc một sai lầm lớn. Cùng Tony xin chào tìm hiểu xem Warren Buffett muốn đề cập đến điều gì nhé. Warren Buffett, cha tôi là nguồn cảm hứng lớn. Trước khi trở thành CEO của Berkshire Hathaway, Warren Buffett khởi nghiệp với những món đầu tư nhỏ. Kể từ năm 6 tuổi, ông đã đầu tư vào 6 lon cola với giá 25 xu và bán lại 5 xu mỗi lon. Vị tỷ phú tài ba cũng từng bán tạp chí và kẹo cao su cho bạn học và hàng xóm. Cha tôi là nguồn cảm hứng lớn, nhà đầu tư Warren Buffett chia sẻ trong một bài phỏng vấn với CNBC vào năm 2013. Những gì tôi học được từ ông là thói quen sử dụng tiền một cách đúng đắn từ lứa tuổi còn bé. Và điều quan trọng nhất chính là biết tiết kiệm. Khi được hỏi đâu là sai lầm lớn nhất mà cha mẹ mắc phải khi dạy con về tiền bạc, vị tỷ phú trả lời: đôi khi chúng ta thường đợi đến khi con cái bước vào tuổi thiếu niên mới bắt đầu nói với chúng về chuyện quản lý tiền bạc, trong khi thực ra chúng ta có thể làm điều đó ngay từ lúc chúng học mầm non. Thời gian là yếu tố quan trọng khi bạn dạy con về tiền bạc. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng 80% quá trình phát triển của não bộ xảy ra lúc chúng ta mới 3 tuổi. Một nghiên cứu khác từ Đại học Cambridge cho thấy trẻ em có thể nắm bắt các khái niệm tiền tệ cơ bản từ khi mới 3-4 tuổi. Đến 5-7 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu có các hành vi liên quan đến tiền bạc. Hầu hết các bậc cha mẹ đều hiểu tầm quan trọng của việc dạy con cái về tiền bạc, Warren Buffett nhận định. Nhưng hiểu và hành động là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vào 2018, Roe Price đã khảo sát 1.014 phụ huynh có con từ 8 đến 14 tuổi và hơn 1.000 thanh niên từ 18 đến 24 tuổi. Chỉ 4% phụ huynh cho biết họ bắt đầu thảo luận chủ đề tài chính với con mình trước 5 tuổi. 30% cha mẹ giáo dục tiền bạc cho con cái từ 15 tuổi trở lên, trong khi 14% cho biết họ không làm điều này. Những bài học quản lý tài chính mà Buffett dạy chính con mình. Vào năm 2011, Buffett cho ra mắt một chương trình hoạt hình dành cho trẻ em. Tên chương trình là Câu lạc bộ Triệu Phú Bí Mật. Có 26 tập trong chương trình và mỗi tập giải quyết một bài toán tài chính, chẳng hạn như cách thẻ tín dụng hoạt động hay tại sao phải để mắt đến nơi mà bạn đầu tư tiền vào. Tôi đã dạy ba đứa con của mình những bài học trong Câu lạc bộ Triệu Phú Bí Mật, Warren Buffett nói. Đây là những bài học đơn giản dành cho kinh doanh và cuộc sống. Dưới đây là vài bài học từ chương trình, cùng với những lời khuyên của Buffett về cách dạy chúng cho con bạn. 1. Làm thế nào để trở thành một người ứng biến linh hoạt? Mục tiêu của bài học này là để khuyến khích con bạn không bỏ cuộc chỉ vì thất bại ngay lần đầu tiên. Sự sáng tạo trong suy nghĩ sẽ giúp chúng vượt qua những khó khăn tài chính trong tương lai. Ý tưởng thực hiện: cùng con bạn đến viện bảo tàng, thảo luận với chúng các phong cách khác nhau của mỗi bức tranh. Sau đó, gợi ý chúng vẽ một bức tranh tùy thích, yêu cầu đứa trẻ động não sử dụng các công cụ khác nhau, không chỉ cọ vẽ mà có thể là bọt biển, tăm bông, ngón tay. Biến thùng rác nhà bạn thành kho báu bằng cách gợi ý cho con bạn tái chế những thứ vứt đi, chẳng hạn như nắp chai có thể kết lại với nhau để dùng làm giá đựng xà phòng, hay biến một hộp ngũ cốc giống thành ngăn đựng tạp chí. Điều này sẽ dạy con bạn suy nghĩ chín chắn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. 2. Làm thế nào để có thể tiết kiệm tiền? Như Ben Franklin đã từng nói, một xu tiết kiệm được là một xu kiếm được. Để giúp con bạn học cách quản lý tiền, điều quan trọng là chúng phải hiểu được sự khác biệt giữa mong muốn và nhu cầu. Ý tưởng thực hiện: đưa cho đứa trẻ của bạn hai lọ giống, một để tiết kiệm và một để chi tiêu. Mỗi lần chúng nhận được tiền, hãy nói chuyện với chúng về cách chia thành hai khoản tiết kiệm và chi tiêu. Cho trẻ lập danh sách từ 5 đến 10 thứ chúng muốn mua. Sau đó, thảo luận từng món đồ với chúng và đánh dấu xem món đồ đó có thực sự cần hay không. Ví dụ, đồ chơi là mong muốn, trong khi ba lô mới là nhu cầu. 3. Cách phân biệt giữa giá tiền và giá trị. Tất cả chúng ta đều dễ mắc sai lầm khi trả nhiều tiền hơn cho một món đồ nào đó, trong khi chúng ta có thể nhận được một mặt hàng tương tự với giá thấp hơn. Ý nghĩa đằng sau bài học này là giúp trẻ con hiểu được cách mà các nhà quảng cáo bắt chúng ta móc hầu bao, đồng thời làm thế nào để biết giá trị thực tế của một món đồ. Ý tưởng thực hiện: lập danh sách các mặt hàng bạn cần mua tại siêu thị. Sau đó, cùng con bạn kiểm tra tờ rơi và trang web để biết giá tiền các mặt hàng trong danh sách. So sánh giá bán giữa các cửa hàng xem đâu là nơi bán rẻ nhất. Chọn một quảng cáo bất kỳ trong cuốn tạp chí và cùng thảo luận với bọn trẻ. Hãy hỏi chúng, họ đang bán những gì? Thông điệp của quảng cáo đó là gì? Điều gì thu hút sự chú ý của chúng trong quảng cáo? Chúng cảm thấy như thế nào về quảng cáo này? 4. Cách đưa ra quyết định khôn ngoan. Chìa khóa để đưa ra các quyết định khôn ngoan là suy nghĩ về các kết quả khác nhau. Ý tưởng thực hiện: theo Buffett, con cái sẽ hình thành cách giải quyết vấn đề thông qua việc bắt chước hành động của cha mẹ. Vì thế,
Bạn nên nói chuyện với con bạn trước khi bạn thực hiện các quyết định của mình. Ví dụ, chúng ta cần mua TV mới, nhưng máy điều hòa ở nhà đang bị hỏng, và bố mẹ cần tiết kiệm tiền để sửa nó. Nếu chúng ta không làm thế, mùa hè đến cả nhà không thể chống chọi được với cái nóng. Khi điều hòa được sửa, chúng ta sẽ nghĩ lại việc mua TV. Không bao giờ là quá sớm. Giúp trẻ hình thành thói quen tài chính sớm là một trong những điều bạn có thể làm để đảm bảo con bạn có một tương lai thành công. Không bao giờ là quá sớm. Một lần nữa, Warren Buffett khẳng định trong bài phỏng vấn với Yahoo Finance vào năm 2013, bất kể là việc dạy cho trẻ giá trị của đồng tiền hay sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn thì đều cần thực hiện sớm. Hy vọng những chia sẻ trên của nhà đầu tư tài ba Warren Buffett đã giúp bạn hiểu ra nhận định của ông về cách giáo dục tài chính cho con trẻ. Tạo lập một thói quen sử dụng tiền bạc sao cho hợp lý từ khi còn bé là rất cần thiết cho tương lai. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được truyền những cảm hứng tuyệt vời. Học hỏi các bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp. Bạn nhé!